bà tôi chỉ là một tấm hành khách trong lang thang nơi phố chợ đầu đường. Tôi giàu đấy không phải để xin gạo xin tiền mà chỉ muốn đưa về bà. Ông có chuyện gì mà muốn nói với tôi? Chuyện của một loài tiên bên trời xa lạ vừa mới gục chân tiên bảo tiên. Trời nổi lên cơn giông bão, chỉ còn lại nơi đây là cây vật của người xưa vừa gửi lại cho. Thank you.
Lữ Sơn Tùng. Lữ Đại, trời ơi bao năm xa cách, giờ gặp gỡ nhau đây. Trong năm giây phút xót xa này, ngày đến chiều cưới, kẻ ôm sầu trong tuyệt vọng. Tùng ơi, đêm nay mình gặp nhau đây là lần sau thôi. Rồi rất sáng ngày mai em lên kiệu cưới biển đó. Để tìm biết yêu cô rồi.